Chào mừng bạn đến với nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Đến với các giác quan của chúng ta. Sách sẽ giúp bạn chữa lành bản thân và thế giới thông qua chánh niệm. Quyển sách này dành cho ai? TK Book tin rằng tất cả mọi người đều có thể thu được lợi ích từ việc đọc chuyên luận có tâm này, ngay cả những người vốn đã khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Rất khuyến khích, với hơn 600 trang, cuốn sách triết học sâu sắc này có thể thách thức một số độc giả. Nhưng tiến sĩ Jon Kabat-Zinn, một nhà khoa học, nhà tư tưởng và tác giả tài năng, đã truyền đạt trí tuệ của mình trong những chương ngắn gọn, dễ hiểu. Anh ấy nói rằng, bạn có thể có một cuộc sống yên bình và mãn nguyện hơn nếu bạn cởi mở để khám phá lĩnh vực tâm linh và thực hành thiền chánh niệm. Kabat-Zinn, người trích dẫn các nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân, đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng thiền định làm giảm căng thẳng hàng ngày, đồng thời có thể giúp điều trị trầm cảm và sợ hãi, đau mãn tính, ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác. Để ủng hộ kênh các bạn, có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, US, bì sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Tiến sĩ Jon Kabat-Zinn là một tác giả và chuyên gia bán chạy nhất về giảm căng thẳng và chánh niệm trong y học và chăm sóc sức khỏe. Ông thành lập phòng khám giảm căng thẳng và trung tâm tư duy về y học, chăm sóc sức khỏe và xã hội tại trường Y Đại học Massachusetts. Sau đây là bản tóm tắt sách do cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe. Đầu tiên, bạn phải hiểu chánh niệm là gì. Thực hành thiền chánh niệm cho phép bạn sống trong hiện tại mà không cần phán xét, diễn giải hay phân tích. Chánh niệm là khả năng trải nghiệm những khoảnh khắc mà không cần suy nghĩ. Nó tồn tại trong khoảnh khắc chính xác đó, khi bạn nhìn thấy một con chim, ngay trước khi bạn bắt đầu tự nghĩ, chà, con chim đó thật đẹp, hoặc tôi tự hỏi nó đang đi đâu, hoặc này, tôi đã nhìn thấy chính xác con chim đó hôm qua. Chánh niệm cũng có nghĩa là không tập trung vào quá khứ hay lo lắng về tương lai. Đó là một cách sống chậm lại và tập trung vào những điều đơn giản hơn trong cuộc sống. Chánh niệm có lẽ là trạng thái lành mạnh nhất, không căng thẳng nhất mà bạn có thể đón nhận. Thứ hai, thiền là gì và không phải là gì? Khi nhịp sống hàng ngày tăng nhanh, việc đặt bản thân vào trạng thái vượt thời gian là điều quan trọng. Bạn có thể kiểm soát hiện tại, ít nhất là trong tâm trí của bạn. Đức Phật đã hoàn thiện việc thực hành thiền định và giảng giải về nó. Ông dạy rằng mọi người không nên bám víu vào những ý tưởng, kỳ vọng, mối quan hệ, tình cảm, của cải hay thậm chí là cơ thể của họ. Thay vào đó, anh ấy nói họ nên luôn cởi mở với các khả năng và cơ hội. Thiền là một cách tồn tại, không phải là một kỹ thuật. Thiền là cách lý tưởng để cố ý nuôi dưỡng chánh niệm và nó có sẵn cho tất cả mọi người. Mỗi người có khả năng biến đổi, phục hồi và chữa bệnh cho phép tâm trí tác động lên cơ thể. Thiền chánh niệm là trạng thái trải nghiệm giác quan không làm, tự từ bi, cởi mở và nhận thức, không bị ảnh hưởng bởi đối thoại nội tâm quá mức. Bạn có thể tập trung vào ở đây và bây giờ thông qua thực hành thiền chánh niệm. Thiền là cho phép bản thân ở chính xác vị trí của bạn và hiện tại của bạn, và để thế giới cũng chính xác như hiện tại trong thời điểm này. Các nhà sư, Phật tử và những người khác trong các nền văn hóa biệt lập đã biết những lợi ích của thiền định trong hàng nghìn năm. Ngày nay, các bệnh viện, phòng khám và trường đại học trên khắp thế giới đều dạy thiền chánh niệm. Mặc dù các bác sĩ đã coi thiền như một phương pháp điều trị thay thế cách đây 25 đến 30 năm, nhưng giờ đây họ đã chấp nhận nó như một hoạt động trị liệu hữu ích. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm MBSR kết hợp với điều trị y học truyền thống giúp cải thiện thời gian chữa bệnh của bệnh vẩy nến. Trong một nghiên cứu được ghi nhận khác, những người tình nguyện thực hành MBSR cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn và ít triệu chứng căng thẳng hơn. Thứ ba, dukkha, một hình thái của sự bất an. Các Phật tử tin rằng thiền định là cách tốt nhất để đối phó với dukkha, nỗi đau khổ vốn có trong trải nghiệm của con người. Những người bi quan thừa nhận tính không thể tránh khỏi của đau khổ và thống khổ có thể chọn cách chấp nhận số phận của họ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, thiền chánh niệm giúp con người giải tỏa phiền muộn. Trên thực tế, MBSR ra đời như một cách để giảm bớt sự đau khổ của những bệnh nhân không được các phương pháp điều trị y học truyền thống giúp đỡ. Thứ tư, sẽ có rất nhiều lợi ích. Mọi người thực hành thiền chánh niệm theo nhiều cách khác nhau, bao gồm đi bộ, ngồi, hình dung, sử dụng yoga và thiền chết, tư thế xác chết. Thực hành này giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về bản thân, có quan điểm nhân ái hơn về cuộc sống và nâng cao cảm giác bình yên, hạnh phúc, hy vọng, lạc quan, mạnh mẽ, hạnh phúc và ổn định cảm xúc. Thiền định đưa bạn đến chỗ chấp nhận tốt hơn việc không biết và mang lại sự tự do để được yêu và chấp nhận vô điều kiện. Lợi ích của nó bao gồm nâng cao nhận thức giác quan, hệ thống miễn dịch mạnh hơn và phản ứng lành mạnh hơn với căng thẳng.
Thiền có thể nâng cao nhận thức của bạn về xu hướng mơ mộng và mơ mộng tự nhiên của tâm trí, cũng như khả năng đón nhận sự im lặng và tĩnh lặng của bạn. Hãy tưởng tượng trải nghiệm uống tất cả mọi thứ, tất cả những gì mà các giác quan của bạn có thể hấp thụ mà không cần suy nghĩ, phán xét hay mô tả. Chỉ bằng cách thiền định, bằng cách ngồi xuống và tĩnh lặng, bạn có thể thay đổi bản thân và thế giới. Nhiều người tạo ra những nhà tù ảo bằng cách dựng lên những bức tường của sự ngộ nhận và ảo tưởng. Suy nghĩ của họ làm họ bận tâm và phân tâm, giữ họ trong quá khứ hoặc tương lai, tập trung vào nhu cầu, mong muốn, kế hoạch, ký ức và lo lắng. Vì những suy nghĩ thường là nguồn gốc của những nỗi đau về thể chất, tinh thần và cảm xúc, nên việc thay đổi suy nghĩ và chú ý hơn đến hiện tại có thể giúp bạn có một cuộc sống phong phú, đầy đủ hơn. Mặc dù nhìn về tương lai là bản chất của con người, nhưng việc tìm kiếm ý nghĩa ở đây và bây giờ thậm chí còn cần thiết hơn. Thiền cho phép hành giả hiểu sâu hơn về bản thân và tiếp xúc với cơ thể của họ, tinh thần và thể chất, vì bản thân bên trong và bên ngoài có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thứ năm, về cách thiền. Nhiều người bắt đầu thiền với mục tiêu đạt được trạng thái vô tâm, nhưng thiền thực sự là để hướng đến sự chú tâm, một quá trình của sự chú ý. Trong thiền định, hãy cố gắng đưa sự chú ý của bạn trở lại một trọng tâm duy nhất, hiện tại, để nâng cao nhận thức của bạn về cuộc sống và vai trò của bạn trong vũ trụ. Bản thân nhận thức là giáo viên, học sinh và bài học. Nhiều người lầm tưởng rằng thiền là một kỹ thuật cần học. Thiền thực sự là không cần nỗ lực, một phương pháp chấp nhận mà không cần diễn giải, đánh giá, suy nghĩ, cảm nhận hoặc xử lý. Thiền đòi hỏi thực hành vì nó quá xa lạ với nền văn minh phương Tây. Nhiều người nghĩ thiền như một cách theo đuổi kỳ lạ không thể áp dụng trong thế giới hiện đại. Ngược lại, thiền hoàn toàn phù hợp trong thời đại ngày nay. Tâm trí con người đơn giản là không quen với sự tĩnh lặng. Mọi người thường trải qua những khoảnh khắc tỉnh táo trong khi học thiền. Nhưng sau đó tâm trí của họ đi lang thang, họ bắt đầu suy nghĩ và trở nên khó chịu. Khi điều đó xảy ra, hãy bắt đầu lại và cố gắng chỉ là. Vì hầu hết mọi người không quen với việc chỉ tồn tại, bạn có thể cần phải bắt đầu lại một vài lần. Thứ 6. Ngồi thiền khi nằm xuống. Ngả người là tư thế thiền dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Hãy thử ngay sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ. Nằm xuống rất thoải mái và bạn có thể giữ nguyên tư thế đó trong thời gian dài. Với thực hành cảnh giác, bạn sẽ không chỉ học cách tránh ngủ quên mà còn để tỉnh táo. Bạn sẽ vượt qua xu hướng buồn ngủ và phát triển khả năng nhận thức cao hơn. Tư thế nằm giúp bạn theo dõi nhịp thở dễ dàng hơn khi dạ dày và lồng ngực giãn nở và co bóp nhịp nhàng. Lưu ý cảm giác ở lưng khi bạn ngồi trên sàn, giường, chiếu hoặc thảm và đầu hàng trọng lực. Khi thiền trong tư thế nằm sấp, mọi người thường cho rằng tư thế xác chết như nó được biết đến trong yoga. Nằm ngửa, đặt hai tay xuống hai bên và duỗi thẳng chân, thả lỏng. Ghi lại những gì bạn đang trải qua, cho dù đó là tiếng ồn ào của xe cộ chạy qua hay tâm trí của bạn đang chạy đua với những suy nghĩ. Đừng lo lắng nếu bạn đang suy nghĩ về kế hoạch của mình. Đó là một phần của trải nghiệm. Khi bạn đã hoàn thành, hãy tập đưa bản thân trở lại liên lạc với âm thanh xung quanh bạn hoặc âm thanh của sự im lặng. Thứ 7. Ghi lại cảm xúc của bạn. Tập trung thiền vào các cảm giác ở các vùng khác nhau của cơ thể hoặc trên toàn bộ cơ thể. Ví dụ, tập trung vào cảm giác trên da của bạn, cảm nhận các luồng không khí khi chúng cù vào các sợi lông trên cánh tay của bạn, cảm nhận chất liệu vải và đường chỉ của chiếc áo phông của bạn. Một số người ngồi thiền với mắt mở, những người khác nhắm mắt, dù cách nào cũng đúng, đó là một vấn đề của sở thích, nhưng người mới bắt đầu nên chọn một cách để họ luôn có thể trở lại điểm tham chiếu thoải mái. Thiền nằm có một cách giúp bạn tiếp cận với tinh hoa của trái đất và nhịp sống. Từ quan điểm thực tế, thiền nằm xuống rất hữu ích cho những người bị ốm trên giường hoặc những người yêu cầu các xét nghiệm chẩn đoán phức tạp như quét két hoặc MRI đòi hỏi bạn phải nằm yên. Sự hiểu biết về mọi thứ như chúng được gọi là sự khôn ngoan. MBSR sử dụng kiểu thiền này một cách rộng rãi và thành công, thường được thực hiện khi nằm xuống. Nó bao gồm việc sử dụng tâm trí của bạn để quét toàn bộ cơ thể một cách chậm rãi, có hệ thống, bắt đầu từ các ngón chân và di chuyển lên trên. Khi bạn tiến bộ, hãy hình dung từng bộ phận cơ thể, đầu gối, đùi, khung xương sườn, tập trung vào những cảm giác bạn đang trải qua, cho phép tâm trí của bạn điều chỉnh theo vẻ đẹp của cách từng bộ phận trong cơ thể bạn hoạt động. Lưu ý cách không khí đi vào lỗ mũi và lấp đầy phổi của bạn. Hãy nghĩ về cách thanh quản, lưỡi, răng, môi và não của bạn cùng hoạt động để giúp bạn có thể nói. Lắng nghe nhịp tim của bạn, cảm nhận mạch của bạn và máu được đẩy qua các tĩnh mạch của bạn. Quét cơ thể không phải là một vị trí dễ dàng. Nó đòi hỏi sự luyện tập và khả năng đưa bản thân trở lại nhận thức khi tâm trí bạn lơ đễnh hoặc đi lang thang. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nó để tập trung vào cảm giác của tâm trí hơn là phản hồi từ cơ thể. Chỉ cố gắng không bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy buồn chán, thiếu kiên nhẫn hoặc thất vọng. Thứ 8. Các vị trí khác. Bạn có thể thiền ở bất kỳ tư thế nào. Ngồi bắt chéo chân trên sàn là rất phổ biến và cung cấp một cơ sở ổn định. Bạn ít có khả năng đi vào giấc ngủ hơn khi nằm.
Bạn cũng có thể ngồi cao và trang nghiêm trên ghế thẳng lưng. Điều quan trọng là tìm vị trí cho phép bạn tiếp cận tối đa với nhận thức về cơ thể và tâm trí của mình. Chính cuộc sống trở thành giáo viên và chương trình giảng dạy. Bạn có thể thực hành thiền đứng chờ thang máy, xe buýt hoặc một cuộc hẹn, đi ra ngoài và đứng cạnh một cái cây, cố gắng trở thành một cái cây. Hãy cảm nhận thế nào là mạnh mẽ, cao ráo và duyên dáng, đất dưới chân bạn mềm và ẩm hay cứng và cứng, nghe tiếng chim và tiếng lá xào xạc, cho phép bản thân được làm mát bằng làn gió nhẹ. Ngồi thiền là một tư thế trang nghiêm. Theo một nghĩa rất thực, bạn không phải là ai hay những gì bạn nghĩ, và ai khác cũng vậy. Thiền hành giúp bạn tiếp xúc với những chuyển động mà bạn cho là đương nhiên, đi bộ mà không đi tới đích. Chú ý độ dài của sải chân, cách gót chân chạm đất và cách cánh tay vung nhẹ ở hai bên. Hai tay của bạn có thả thẳng xuống hay di chuyển theo cơ thể? Kiểu thở của bạn có khác so với khi bạn thiền ở các tư thế khác không? Thứ 9. Đang tiến bộ. Thiền đòi hỏi thực hành. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ có thể thiền trong thời gian dài hơn và bạn sẽ trải nghiệm cảm giác bình tĩnh và hạnh phúc ngày càng tăng. Bạn có thể cảm thấy tử tế hơn, kiên nhẫn và yêu thương hơn. Nhận thức rõ hơn về cảm xúc của mình cho thấy bạn đang thiền đúng cách. Bạn dễ chấp nhận hơn và ít bị cám dỗ hơn để cố gắng thay đổi mọi thứ. Bạn chấp nhận cuộc sống theo những điều kiện của riêng nó. Thiền đưa ra một nghịch lý thú vị. Bạn phải luyện tập để có được sự rõ ràng và sáng suốt hơn, nhưng đó là nghệ thuật của việc không làm gì cả. Thiền có nghĩa là không nghĩ gì, quan sát những gì đã có và chấp nhận con người của bạn. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, có lẽ tiếc nuối lớn nhất của chúng ta có thể là không nắm bắt được khoảnh khắc và tôn vinh nó cho những gì nó đang có khi nó ở đây, đặc biệt là về mối quan hệ của chúng ta với con người và với thiên nhiên. Thiền là một cách yêu thương bản thân và những người khác một cách hoàn toàn và vô điều kiện. Đó là sự chấp nhận mà không cần giả vờ. Chánh niệm giúp con người tránh bị cuốn vào những tình huống khiến họ lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, buồn phiền, tức giận và những cảm xúc khác đóng vai trò như song sắt nhà tù. Bằng cách thiền định, bạn sẽ phát hiện ra rằng nhận thức của bạn về một cảm giác tồn tại tách biệt với cảm giác thực tế. Khi xác định cảm giác, bạn nhận ra rằng bạn có thể biến đổi nó nếu bạn muốn. Chẳng hạn, bạn có thể chọn cách chấp nhận nỗi đau và vượt qua nó, hoặc cách xa bản thân. Nếu cảm thấy có lỗi với bản thân, bạn có thể ngừng nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực đó. Nếu bạn đang cảm thấy đau buồn, bạn có thể nắm lấy nó. Nhận thức cho phép người thực hành thiền định đối phó. Điều thứ 10. Vượt qua chướng ngại vật. Bạn chắc chắn sẽ trải qua nhiều vấp ngã trong quá trình theo đuổi thiền chánh niệm. Cơ thể của bạn có thể bồn chồn và bồn chồn, tâm trí của bạn có thể đi lang thang và vật lộn với việc ở lại trong giây phút hiện tại, hoặc bạn có thể trở nên thất vọng vì thiền không đáp ứng được định kiến của bạn. Bạn sẽ vượt qua những trở ngại này và phát triển kỷ luật cần thiết để thiền thường xuyên chỉ khi bạn xác định rằng bạn thực sự cần thiền để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Kết hợp với những người khác cũng thực hành thiền và chánh niệm cũng rất hữu ích, cũng như làm việc với một giáo viên. Nhưng cuối cùng, bạn phải muốn đạt được chánh niệm và toàn tâm toàn ý. Cuối cùng, thay đổi thế giới của chúng ta. Các khái niệm tương tự áp dụng cho cá nhân cũng liên quan đến xã hội và các thể chế của nó. Xã hội đau khổ khi mọi người thấy mình tách biệt với những gì đang diễn ra xung quanh. Chỉ khi các cá nhân nhìn nhận bản thân như toàn thể và như một phần của vũ trụ thì lòng trắc ẩn và sự chữa lành thực sự mới xuất hiện. Mọi người gắn bó chặt chẽ với nhau, bất kể họ là hàng xóm bên cạnh hay cách nhau 6.000 dặm. Cái tôi của chúng ta sẽ luôn cản trở mắt, tai, mũi, lưỡi, làn da, trái tim và tâm trí của chúng ta và những khoảnh khắc của chúng ta. Việc không có khả năng nhận ra sự liên kết giữa con người với nhau có thể gây ra những tác động tàn khốc. Trên thực tế, lịch sử đầy rẫy những ví dụ về những kẻ độc tài giết người và những chính phủ được phép hành ác vì không ai can thiệp. Nhưng chánh niệm và nhận thức nhiều hơn có thể dẫn đến những thay đổi xã hội đáng kể. Thiếu nhận thức và không sẵn sàng tuân theo các khuôn mẫu hành vi cũ sẽ đảm bảo sự duy trì của sự tầm thường. Nhưng những người tiếp xúc với tính tốt bẩm sinh của thế giới và những người hiểu được tiềm năng của nó có khả năng thay đổi các sự kiện khi chúng diễn ra. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. 1. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng thiền phải được học. 2. Một quan niệm sai lầm khác cho rằng thiền cũng giống như thư giãn. Nó không phải là, mặc dù nó có thể được thư giãn. 3. Thiền giúp hành giả chỉ tập trung vào hiện tại. 4. Thiền chánh niệm là một cách không làm, một sự hiểu biết sâu sắc, một cách nghe, nhìn và yêu thương. 5. Thiền chánh niệm mang lại sức khỏe và bình an. 6. Không có cách chính xác để thiền. Bạn có thể thiền ngả, ngồi, đứng hoặc đi bộ. Nó chỉ cần thực hành. 7. Suy nghĩ của con người có thể tạo ra và xoa dịu đau khổ về thể chất, tinh thần và cảm xúc. 8. Mọi người có thể giúp chữa lành thế giới bằng cách chữa lành bản thân thông qua thiền định. 9. Những lợi ích của thiền nhân lên theo cấp số nhân trong toàn xã hội.
nhưng chúng bắt đầu từ một người tại một thời điểm. 10. Y học cổ truyền phần lớn chấp nhận thiền chánh niệm như một liệu pháp hợp pháp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.